Xin chào quý anh chị. Thì với một vụ mùa đầy thách thức sắp tới và đang diễn ra, vì nói chung là cái giá tôm, do vậy là không bằng cách nào hết nếu mà chúng ta có duy trì 20% hoặc 50% cái lượng ao thả, thì chỉ có một con đường là chúng ta giảm chi phí vật tư đầu vào, bao gồm tất cả các sản phẩm xử lý nước và giá thức ăn. Duy nghĩ giá thức ăn thì quý anh chị có nhiều phương án khác nhau, đặc biệt là các anh chị farm lớn đều có những giải pháp khác nhau, đặc biệt là nếu mà chúng ta là vừa đại lý vừa nuôi thì Duy nghĩ nó thuận lợi về cái giá. Và trong trường hợp các anh chị vùng nuôi lớn hơn nữa thì Duy nghĩ các anh chị cũng có cái giải pháp đang thực hiện rất là quyết liệt hiện nay. Thì Duy cũng nằm trong cái chương trình đó nên Duy cũng có một vài các chính sách để hỗ trợ để thực hiện các cái chương trình lớn đó để giảm chi phí. Bên cạnh đó thì các anh chị farm nuôi nhỏ, quy mô nhỏ thì chúng ta cũng phải tối ưu chi phí đầu vào bằng cách là tận dụng các cái chương trình hỗ trợ từ các công ty thuốc, công ty thức ăn và hóa chất xử lý để chúng ta giảm chi phí đầu vào. Mà một trong những giải pháp hiện nay Duy thấy là chúng ta tiết kiệm thay nước, thay tối đa là 50% thôi, trên ngày thôi. Và từ đó thì hóa chất xử lý đầu vào chúng ta sẽ giảm đi ha. Và có thể ứng dụng những giải pháp về clo trong nước chẳng hạn, hoặc là clo khí chẳng hạn, là cũng giải pháp để chúng ta giảm chi phí vật tư đầu vào về thuốc xử lý nữa. Thì bên cạnh đó nữa là về Thần Vương ấy, thì với cái nền tảng sản xuất là 5 năm vận hành GMP, tại vì Thần Vương định hình rằng là nếu mà không thực hiện tỷ lệ nội địa hóa cao thì khi mà có tình huống khó khăn xảy ra thì chúng ta sẽ không thể nào hỗ trợ được khách hàng được. Đó là lý do tại sao Thần Vương quyết liệt thực hiện những cái chiến lược sản phẩm trong nước với chất lượng là châu Âu, đặc biệt là những cái sản phẩm như là Canfota hoặc là Canfogro, những cái sản phẩm rất là khác biệt trên thị trường, vì kinh nghiệm sản xuất 5 năm vừa qua và được tỷ lệ nội địa hóa là 100%. Do vậy là cái chất lượng và cái giá thành được tối ưu rất là nhiều. Quý anh chị tưởng tượng nếu mà sản phẩm này nhập khẩu nguyên đai nguyên kiện từ châu Âu về thì với thuế, phí vận chuyển và tỷ giá đồng đô la và tỷ giá đồng đô euro hiện nay rất là cao thì chúng ta không thể nào chúng ta hỗ trợ giá cho khách hàng được. Với nguyên liệu nhập khẩu từ châu Âu và ứng dụng những thành phần nguyên liệu vitamin và amino acid có cái tính hấp thu cao và sản xuất nội địa, và chúng ta vấn đề là chúng ta sản xuất nội địa thì chúng ta biết hàm lượng và thành phần cụ thể là như thế nào và nhu cầu dinh dưỡng trong tôm nó cần khi nào, thì và từ đó với cái chi phí sản xuất nội địa thì chúng ta tối ưu được cái giá thành. Và đặc biệt ở trong chương trình tháng 6 này, Thần Vương có chương trình hỗ trợ giá cho cái sản phẩm Canvota và Canfogro ha quý chị. Canfogro thì để duy trì được cái chất lượng sản phẩm chất lượng cao thì đòi hỏi có một cái nền tảng sản xuất phải nói rất là nghiêm ngặt về mức độ sạch và nguyên liệu phải được rất là kỹ lưỡng, tại vì không thể một nguyên liệu không đạt chất lượng cao mà nó mang lại sản phẩm giá trị cao được. Do vậy là Canfod là một sản phẩm về khoáng đa lượng hữu cơ và một sản phẩm rất là hiếm hoi trên thị trường về khoáng đa lượng hữu cơ, và liều dùng của nó chúng ta cho ăn là chỉ 3 đến 5 ml trong ký thức ăn. Và trong trường hợp điều kiện mà mưa tôm kém hấp thu dinh dưỡng hoặc trong quá trình điều trị thì cần cái khoáng có khả năng hấp thu cao thì chúng ta có thể ứng dụng tạt trong nước 1 lít 500 khối nước đến 1.000 khối nước ha, tùy theo cái tình trạng của con tôm và tùy theo cái độ mặn. Thì trung bình Duy thấy các anh chị là có thể tạt trong một ao khoảng 1.500 đến 2.000 là 2 lít rưỡi, tại vì cái canh 5 lít mà. Thần Vương sẽ có các chính sách hỗ trợ giá cho những sản phẩm như Canfota và Canfogro để chúng ta có giảm giá thành chi phí đầu vào thông qua cái hệ thống phân phối của Thần Vương. Thì quý anh chị có thể liên lạc với hệ thống phân phối có sản phẩm Thần Vương hoặc là các bạn kỹ sư trong vùng để có cái chương trình hỗ trợ tốt để chúng ta giảm chi phí đầu vào. Mục tiêu trong giai đoạn này thì Thần Vương cũng là tri ân khách hàng là chính, và chi phí đủ cho cái đội ngũ vận hành, và tất nhiên khi chương trình được thực hiện thì Thần Vương sẽ bù đắp những cái chi phí đó để cho xem là đồng hành với khách hàng trong những điều kiện khó khăn. Nếu mà không có một nền tảng sản xuất tốt ha, Duy nghĩ là không thể làm nổi những cái chương trình hỗ trợ
với duy trì những cái chất lượng cao như Canfota hoặc Canfor. Thì nói đặc điểm hiện nay là ngay cả thức ăn cũng vậy, chỉ có các nhà sản xuất trong nước, thương hiệu Việt Nam, họ mới hy sinh lợi ích để mà đồng hành với chúng ta. Và xu hướng để các nhà sản xuất khác để tồn tại ở thị trường Việt Nam thì họ sẽ có những chính sách hỗ trợ riêng cho khách hàng. Duy nghĩ cũng đó là một cách để chúng ta cùng nhau tổng giảm chi phí giá thành đầu vào. Và giá thành tôm hiện nay vì mình cạnh tranh rất là khốc liệt với Ấn Độ và Ecuador, do vậy là cái giá tôm nó sẽ ở cái mức ngưỡng là không thể cao như hồi xưa được. Ví dụ như là 30 con có thể là hiện nay có thể duy trì từ 130 đến 150 ngàn, và nó sẽ duy trì dài ít nhất là trong năm nay quý anh chị ha. Thì do vậy là để tiếp tục nuôi thì chúng ta phải có những cái chiến lược dùng ít sản phẩm và những sản phẩm nào mang lại đúng giá trị của nó. Xin cảm ơn quý anh chị rất nhiều. Hẹn quý anh chị ở clip sau.